Đây, em lấy rồi mình chưa? Hello các tình yêu nhà anh Mạnh đại ca. Chiên con cá mà sao con cá nằm bên giỏ thì sao dám nhận cái bàn con cháu đâu xương nó lại mọc thêm cái chép. Đây, cái này mọc thêm cái này rất là đẹp này, cái này là bao nhiêu tiền em? Bà Quang ơi, cái này em anh trai đang ở Sài Gòn nhá. Đấy em nhìn thì có cái nhanh rất là đẹp này, cái này cũng phải, cái này là bà Quang nhỏ nhỏ đẹp này là nanh này là nanh xịn luôn nhá, không phải vớ vẩn nhá. Bây giờ là cái nanh giả rất là nhiều, nanh nó làm bằng nhựa, nó làm bằng nhựa chất lên trên gì? Nhựa bê nhựa bicoxy. Đây con này là Lê Mạnh đến em trai Việt để cho Lê Mạnh này. Sơn đá khắc tiệp nhá em trai. Đây đây. Đấy, đây là em đây. Khắc tiệp ơi. Các mong mà nhanh nhanh đi vào bên ngoài có nhiều cái hay lắm. Dạ vậy. Ok chào em nhá. Đây Lê Mạnh đây này, Lê Mạnh có cái này này. Hàng này là hàng có 102, nếu mà để nói cái nanh này khi chưa chắc là ai là có cái nanh này. Của anh trai Hiệp cũng là hàng đỉnh. Biết cái nôi không? Biết đồ quá ở trong bộ làm gì có được cho nôi. Biết chiếc luôn nhiều loài trời. Cái này em trai ạ. Cái này về anh sẽ bọc vàng này. Bọc vàng lên sẽ sánh vào đây. Của anh Hiệp là nó nhỏ hơn đây, nó gắn lên một tí. Đúng rồi, nhưng mà của anh Hiệp đẹp là nó sát. Nó sát lên, mình cho hở một tí. Còn cái này so với cây Hiệp, cái này già hơn nhiều. Độ già, độ lưu nữa. Đây, mình về hai cái chất này. Con này mà được, con này cũng được, con này nó vào bữa nó ra được. Nặng mạnh tay, đúng không? Mạnh tay gãi. Mạnh tay là rất gãi. Đặc tính. Mạnh tay, cái này là cái gì? Cái này là nanh cắt cuối, nanh sưu tầm. Sơn giả đá lấy cái gì để Việt Nguyễn để cho nào? Đây là ngà voi nhá. Ngà voi rất là nặng này, con này phải 5 lạng. Con này phải 5 lạng. Hơn 3 lạng. Hơn 3 lạng ạ. Hôm nay tiếp Mạnh ở cà phê kết nối đam mê vùng Phú Long, bên ngoài Đồng Nai nhá. Đấy. Đây, Mạnh trên con hàng to bụng. Cái này của anh là hàng đồng. Đây đá này nói chung là cái này là anh trai lấy của bà Thúy. Cái này là bà Thúy ra mặt trời vào bên trong là tối âm, là đá phát sáng. Đá phát sáng anh trai lấy là 1,5 triệu một viên. 1,5 triệu một viên là đi ra ngoài kia là vào phát sáng. Lê Mạnh với lại Việt Nguyễn là chơi toàn những cái đồ độc này. Đấy các bạn nhìn thấy đồ đẹp không? Cái đồ này thì cái dây này của anh cũng là hàng chất này. Dây này của anh trai rất là đẹp. Anh còn cái dây vàng này để đeo anh xem đẹp. Hôm nay hai thầy hâm mộ về cái này là hai thầy bắt đầu mua đấy. Em ơi
Chào Bách Tần nhá, chào em. Này không, cái này là đang mượn của anh Mạnh. Long Sư Tử nhá. Thành đen. Thành đen. Em đang ở đâu ấy? Bến Cát Bình Dương. À, đang ở Bến Cát Bình Dương ạ. Này mở bán bánh mì. Bán bánh mì ạ? Hôm nay trai đến chỗ Việt để lấy tiếng Anh mà. À, đang ở Dũng Mộc ạ. Nhưng mà Du đang về Hà Nội mà. À thế à, ok em trai. Ok em trai. Du đang Hà Nội. À, Du hôm nay đợt này đang Hà Nội. Đấy. À, mày thích cái nào? Đây xong mới ghé anh. Mới ghé đây mà anh chưa được ăn tiếp rồi. Anh chào Nguyễn Hữu Vũ nha. Rồi làm đi anh xử lý công việc cái nhá. Đây cái này là hàng đặt, cái này đặt được số chi được cả Việt Nam mình không ai có cái mốt cả. Anh trai mình chơi, anh em mình chơi rồi đâu. Đắt đẻ tôi biết nhưng mà không có cái thứ hai mới là được. Là không có hàng đúng đấy. Dạ, không đúng hàng. Không có em Việt lo công việc làm ăn, em Việt già quá đấy. Không, bữa nay em phá tướng á chứ em tút lại đẹp trai lắm. Đấy, đẹp không? Sao mọi người thấy ok không? Mượn đeo được tí. Em chơi Việt lớn nha. Bữa nào về Vũ Long em. Về Vũ Long đang nhiều thứ lắm. Đấy. Cái hàng này là hàng chuẩn nhá, chứ không phải là những cái hàng nhựa nó hơi vòng vòng tí. Bọn nó bán trên 500.000 rồi là vài ba triệu nha, cái này mấy chục triệu rất là đẹp. Chào Hoàng Bình Dương nhá. Chào Việc Lớn nhá. Thôi ra Lê Mạnh cũng xin tạm dừng ở đây nhá. Hello các tình yêu nhá. Chào anh em nhà Bác Mạnh. Việt Bập BV Trai Biên Hòa. Chúc cả nhà mình luôn bình an, vui vẻ. Anh em là có dịp về đi ngang Biên Hòa ới Việt Bập phát nhá. Đây, sân chơi nhà Việt Bập đây, đồ xưa đồ cũ. Hiện diện là nằm tại khu phố 5 phường Vũ Long. Cái gì chứ chỗ đậu xe hơi là đầy vãi nha. Vài ba chục chiếc đậu được. Rồi Việt chào cả tất cả gia đình nhà anh Mạnh. Lê Mạnh xin hạ bài nha.